Chào mừng các bạn đã quay lại bài học. Thử nhớ lại xem từ đầu học tới giờ chúng ta đã học được những gì rồi nhé. Để con biết xem là con nên tiếp tục học tiếp hay không. Không thì đóng máy tính lại đi chơi cho sướng, việc gì phải ngồi càng ngày càng đêm như thế này. Nào, cùng hãy ôn lại bài nhé. Đầu tiên, các bạn đã được giới thiệu quá trình lịch sử của giao thức HTTP. Hiểu được quá trình lịch sử giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Internet thuở ban đầu. Tiếp đến, các bạn hiểu được resource là gì và làm sao để mọi người biết đến resource và định danh nó là duy nhất. Có phải là nhờ vào UI đúng không nào? Khá hay. Còn nữa, chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc gói tin Request, Response. Ta cũng biết được các header chia làm 4 loại. General, Request, Response và Entity. Vậy là đã tìm hiểu xong General Header và Request Headers. Cái kiến thức này rất quan trọng mà thực tế ít khi nào chúng ta tìm hiểu rõ ràng. Còn bây giờ ta sẽ tìm hiểu gì tiếp theo? Chính là response headers của gói tin. Ok, tiến hành thôi. Ta đã biết với mỗi request gửi lên đều có một gói tin response gửi về. Chà, server lịch sự quá. Ai hỏi gì cũng phản hồi lại cả. Mà đó là lúc server còn hoạt động nhé. Nếu server tắt rồi thì chào thua thôi. Mục đích của response header là cung cấp thêm thông tin cho client về server cũng như bản thân resource mà client đang gửi yêu cầu. Và đây là danh sách các header mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học này. Tất nhiên đây chỉ là những header có ở trong gói tin response thôi. Nhưng ngoài những header này thì chúng ta còn phải nhớ rằng các header thuộc nhóm general và entity cũng có thể có mặt trong gói tin response. Entity header thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở bài sau. Chà, header Web Authenticate có vẻ quen quá. Các bạn còn nhớ ở bài học tìm hiểu về authorization, ta đã gặp về nó rồi đúng không? Hãy đi vào header đầu tiên, Accept Branch. Cấu trúc của header này như sau. Khi server trả về header này, server muốn cho client biết rằng server chấp nhận gửi về cho client từng phần dữ liệu của resource, chứ không nhất thiết phải là toàn bộ nội dung của resource. Ví dụ dễ hiểu thế này. Bạn thấy đó, gói tin request đang gửi yêu cầu lên resource là file awesome.mp4. Giả sử lúc này server trả về response header có headers là accept range với giá trị là byte như sau. Accept range. Điều này có nghĩa là gì? Chính là server muốn nói với client rằng: "Này client, tớ hỗ trợ chuyển từng phần của file video này về. Cậu có thể yêu cầu từng phần của video, tớ sẽ gửi về theo ý cậu muốn." Chà, thú vị quá đi chứ. Một file video nặng 100MB, chẳng lẽ phải chờ tải về 100MB mới được xem? Bạn thấy nó chạy quá chậm như vậy thì chắc là khách truy cập bỏ cuộc ngay. Thế là client chỉ cần yêu cầu server gửi về 1MB đầu tiên để khách truy cập có thể xem liền. Rồi khi xem gần hết 1MB thì lại yêu cầu thêm 2MB tiếp theo để khách truy cập xem tiếp. Cứ thế yêu cầu dần dần cho đến hết 100MB. Quá tuyệt vời luôn. Bạn thấy phần range unit của header này. Đó chính là đơn vị của dữ liệu mà server hỗ trợ cho client. Giá trị là byte hoặc là none. Nếu giá trị là none thì ám chỉ rằng server không có hỗ trợ gửi về từng phần. Client sẽ phải tải hết 100MB dữ liệu về. Wow, khách truy cập chịu khó chờ nhé. Mấy ông lập trình backend troll nhau thật đấy. Như vậy là bạn hiểu ý nghĩa của accept ranges rồi đúng không? Các bạn hỏi đang là: "Anh ơi, cái header response này nó hay quá, nhưng để áp dụng vào trong giảng thực tế thì làm sao?" Ồ, cái đó thì chúng ta sẽ cài đặt ở backend để xử lý sao cho khi client hỏi từng phần dữ liệu thì chúng ta sẽ gửi các phần tương ứng vào. Tùy từng môi trường backend mà ta có những cách khác nhau. Khi đi vào cụ thể của khóa học backend thì mình sẽ trình bày riêng cho từng nền tảng như PHP hoặc Node.js hoặc là .NET Core. Còn riêng với client như trên trình duyệt chẳng hạn thì một số trình chơi video có hỗ trợ sẵn việc gửi yêu cầu cho từng phần dữ liệu. Giờ thì hãy tìm hiểu header tiếp theo nhé. Location. Khi client gửi yêu cầu lên resource tại URL, nếu server gửi về gói tin response có header location thì server muốn nói với client rằng: "Client ơi, tớ không phục vụ yêu cầu của cậu ở địa chỉ cậu đang yêu cầu, mà tớ muốn cậu gửi yêu cầu lên một URL khác. Cậu có thể tìm địa chỉ URL khác trong giá trị của header location nhé." Khá đơn giản và dễ hiểu đúng không? Như vậy, giá trị của header location chính là một URL mà server muốn client gửi yêu cầu tới. Ồ, thú vị quá. Vậy là server có thể chỉ client đi tới bất kỳ địa chỉ nào
bằng cách gửi gói tin response có header location. Lại một lần nữa, cuộc chơi là do server làm chủ rồi, bởi thế mới gọi là server, là máy chủ chứ. Tiếp theo là header proxy authenticate, nghe cái tên là có dính dáng gì tới đăng nhập rồi. Vâng, chính xác đó các bạn. Trong một mô hình như thế này, nếu proxy server A muốn yêu cầu client phải được định danh và có quyền truy cập vào proxy, thì khi một request tới proxy server A thay vì chuyển request đến origin, nó sẽ gửi về một gói tin response có mã là 407 cùng với header là proxy authenticate để báo cho client biết là client cần phải cung cấp username, password hợp lệ thì proxy A mới có thể chuyển request đến server origin. Bạn thấy quá trình này giống với việc server gửi về mã 401 và header World Wide Web Authenticate ở bài học về request header không? Chính là nó đây nhé. Cấu trúc của header proxy authenticate theo AFC là một thằng challenger. Ám chỉ có thể có một hoặc nhiều challenger. Mỗi challenge ngăn cách nhau bởi dấu phẩy và một khoảng trắng tùy chọn phía sau dấu phẩy. Còn challenge, ám chỉ phương thức sử dụng để chứng thực. Ví dụ về proxy authenticate, trong đó tham số random là bắt buộc, còn gọi là protection space. Tham số này sẽ kết hợp với phần scheme và phần authority của UI để tạo thành một vùng bảo vệ riêng. Của một UI để tạo thành một vùng bảo vệ riêng. Ví dụ như ta có các vùng dữ liệu cần được bảo vệ riêng như và khi đó các request đến Việt Nam và Singapore, ta sẽ sử dụng realm là Azure. Còn các request đến UK thì ta sử dụng realm là EU. Nếu user chứng thực thành công cho realm là Azure thì có thể truy cập dữ liệu ở cả Việt Nam và Singapore, nhưng không thể truy cập ở United Kingdom và ngược lại. Lưu ý, giá trị realm phân biệt hoa thường, Azure và Azure là hai vùng khác nhau. Bạn có thể tìm hiểu tham số realm tại... Chà, kiến thức này thú vị quá, công nhận là rất là lợi hại. Chúng ta không nên nghĩ rằng mạng Internet chỉ có client và server, mà nó có thể có hàng tá cái proxy nằm ở giữa khi chúng ta request đến một server nào đó. Thật là tuyệt vời. Hãy đến với header tiếp theo nhé. Đó là World Wide Web Authenticate. Bạn đã học nó trong lúc tìm hiểu về nhóm request header rồi đúng không? Đó là Authentication. Cách thức hoạt động của World Wide Web Authenticate giống như Proxy Authenticate. Điểm khác nhau chính là World Wide Web Authenticate được Origin Server gửi về client để yêu cầu client chứng thực với Origin. Còn Proxy Authenticate thì được gửi bởi Proxy Server để yêu cầu client chứng thực với Proxy mà thôi. Vì cách thức hoạt động tương tự như Proxy Authenticate nên ta sẽ không nói lại nữa. Header tiếp theo chính là Server. Header này thì quá ngắn gọn, mô tả phần mềm mà server đang phục vụ yêu cầu là gì, phiên bản bao nhiêu. Để giảm lộ thông tin server ra ngoài thì chúng ta nên loại bỏ header này ra khỏi gói tin response. Vì nếu kẻ xấu biết được phiên bản mà server đang sử dụng thì kẻ xấu có thể tìm hiểu các lỗi trên bản phần mềm và sau đó tấn công hệ thống server của chúng ta. Vậy là ta đã cùng nhau tìm hiểu các header quan trọng của gói tin response rồi. Các bạn lưu ý là những header trình bày trong bài học này chỉ xuất hiện ở gói tin response mà thôi. Bên cạnh đó, gói tin response có nhiều headers khác nữa thuộc nhóm General Headers và Entity Header. Nhóm Entity Headers thì ta sẽ tìm hiểu ngay ở bài học tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.